năm thành nó ba cái khổ thì còn y nguyên
tới quả thánh thứ ba là tư tưởng ba phần, nhưng mà bát nhã Phật tánh ba phần tư tưởng có một phần tư, cho nên chấm dứt hẳn khổ khổ, còn lại ngoại khổ và hành khổ. Ngoại khổ là cái khổ chí tử nhất, mình ra là hán mới dứt được. Đó là những cái thiết sử sắc giới, từ sắc giới vô sắc giới, phóng dật vô minh ngã mạn, tức là những cái vừa chuyển biến chi kỳ mà nữa chuyển biến sắc na. Do thì tới a la hán mới có thể thấy rõ là chiếu phá sơ dụng năm thiết sử tồn trữ như thế này, thì a la hán chấm dứt được khổ khổ và ngoại khổ. Nhưng mà nếu không phát bồ đề tâm thì cái hành khổ chuyển biến từng sắc na, tức là pháp chất hai trong kinh còn chưa là biến dịch sanh tử, là khỏi vô tướng. Mà vô tướng thì không thể diệt, nó là từ bao giờ đến bao giờ nó dẫn như vậy, thành ra phải từ vô tướng thì hiện ra tự tại, hay là nhắm dẫn, hay là tùy chuẩn giới vô lượng hình tướng thì mới phá được biến dịch phân sanh tử, tức là có tâm mới đi cuối cùng đến quả Như Lai. Thành ra chỉ có Đức Như Lai mới dứt hẳn ba khổ mà thôi. Đến đây là chấm dứt cái khổ đế. Thành ra chúng ta hiểu khổ đế đạo Phật rất là tôn ca chứ không phải tầm thường. Thành ra người ta cứ mãn cho đạo Phật là coi cái khổ đế là chán rồi. Nhưng nói chúng ta hiểu khổ đế là chúng ta thấy là gai go. Chỉ có Đức Phật mới dứt được khổ đế mà thôi. Bây giờ qua phần thứ hai là tập đế. Tập đế đây là nói về nguyên nhân cái khó quen tập khí của vấn đề khổ. Hồi nãy mới trình bày những cái đại cương về khổ thôi, mà đại cương về khổ thì chúng ta thấy có vô lượng vô biên cái khổ, nào là tán khổ, nào là khổ khổ hành khổ ngoại khổ vô lượng vô biên. Bây giờ nếu chúng ta không nắm được cái mấu chốt thì làm sao mà tu? Thành ra cuối cùng Đức Phật mới tóm lại cái vô lượng vô biên đó có 84.000 cái khổ thôi, mà 84.000 cũng quá nhiều, Đức Phật mới tóm lại có 10 thì cũng hơi khá khá một chút. Chúng ta tóm ngắn nữa là có ba thôi, là tham, tham lam, sân giận và si mê. Và cuối cùng là tóm ngắn lại nữa thì tham lam, sân giận, si mê đều là tư tưởng, tức là thức thứ sáu. Nghĩ về cái tham, nghĩ về cái sân, nghĩ về cái si mê thì cái ý nghĩ này chính là tư tưởng, là thức thứ sáu. Thì cái căn nguyên của linh hồn sinh tử, cái bốn chốt của linh hồn sinh tử, cái gì hiện ra là thức thứ sáu kết hợp với năm thức đầu, mà năm thức đầu chỉ là tai tai thôi, tất cả do thức thứ sáu tinh lên thì chỉ là nó. Thành ra cái bài đầu tiên nguyên nhân chính, nguyên nhân chính của sự luân hồi sinh tử khổ chính là thức thứ sáu là tư tưởng. Nhưng mà thức thứ sáu được cung cấp chất liệu để phát hiện ra vô lượng pháp giới này thì cái chất liệu của chủ tử nó nằm trong a lại A lại gia là cái rễ, cái gốc cây. Mà thức thứ bảy là thân cây, thức thứ sáu là nhánh lá hoa trái. Thì nhánh lá hoa trái là tự nhiên có, là do chủ tử nằm sâu trong gốc rễ. Nhưng mà chủ tử thì không có nhánh lá hoa trái. Thành ra tất cả thì đau khổ, nhánh lá hoa trái thì là do tư tưởng điều khiển năm thức đầu để tạo thành. Thành ra chúng ta cái thức thứ sáu này thì cái khổ luôn còn sinh tử tâm đi, nhưng mà cái khổ mà chuyển biến từng sát na không tâm được, cái đó phải chịu thuận, phải nhận nhận với nó, phải tự tại trong nó thì mới tâm đi được. Nhưng mà trước khi đó chúng ta đi vào cái tư tưởng trước, thì khi thấy rõ tư tưởng rồi, chuyển hóa được tư tưởng hay tư tưởng tư mật đi thì chúng ta đã qua. Thì khi chúng ta trở lại tư tưởng, tìm thuận với tư tưởng, nhận nhận với nó, tự tại trong nó, thì chúng ta sẽ phát quả Như Lai. Đó là con đường tu tập của đạo Phật. Vậy thì chúng ta phải đi vào cái đầu tiên, nguyên nhân chính của linh hồn sinh tử là tư tưởng. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy nó có ba phương diện. Một đó là tư tưởng là tâm, hai là pháp thân, ba là hoàn cảnh. Tức là người là nhập tính tư nhân chúng ta. Cuộc sống chúng ta chỉ có ba phần đó mà. Người là nhập tướng tu văn thì chúng ta kêu đó là tiên
còn cái gì nhận thức, cái tư tưởng chúng ta kêu là chánh pháp. Chính tư tưởng này đã tương ứng với hoàn cảnh để phát hiện từ trong ai nhận ra. Tôi vừa dùng chữ tương ứng, tức là tư tưởng như thế nào thì cái tất cả đại gia cung cấp cái chi pháp để sửa cái hoàn cảnh theo cái nhận thức của mình. Mà hai cái thì phải chi tâm đôi, không phải là thức chi pháp tinh ra, không phải là chánh pháp tinh ra chi pháp, mà chánh pháp và chi pháp được phát hiện từ anh ra. Nếu như không đôi tức là tương ứng như nào? Tôi từ ví dụ là người, cái nhận thức là người thì nước phải là nước. Còn bây giờ cái nhận thức mình trở thành con cá, mình chết mình thành cái loài chỉ động thì nước trở thành nhà ở và không khí. Còn nếu mình là nhà hóa học thì nước phải là H2O. Còn nếu mình là loài quỷ thì nước trở thành máu. Thì cái đó tất cả nước máu điều phát hiện từ ai là ra của người. Còn nhận thức của người thì nước là nước, thì phát hiện từ ai là ra của người. Nó là như vậy, chúng ta phải hiểu. Thành ra ở đây cái trong cái thức thứ sáu là quan trọng nhất trong vấn đề liên hồi tinh thần của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không hiểu, đó là cái mấu chốt đầu tiên thì chúng ta phải hiểu để mà tu tập. Bởi vì khi tu thì chúng ta không nắm được cái mấu chốt, thành ra chúng ta phải đổ thừa sát thân. Đổ từ hoàn cảnh, nhất là sát thân, thứ nhất là hoàn cảnh. Nếu ông bà hỏi vậy, ông bà thử coi, giờ hỏi những người bạn bảo mình coi. Nghĩ là nếu ông bà tôi tinh tấn không? Con đã trải quá, không tinh tấn được. Hoàn cảnh của con nó khó khăn lắm. Ông bà con không cho đi chùa, con cái nó quậy, chứ không phải con. Con không có làm cái gì hết, con không tu được là do hoàn cảnh bên ngoài. Thật ra, như vậy là không thể tu được. Nếu chúng ta đổ thừa như vậy là không tu được. Nên ai bây giờ con làm ăn thất nghiệp, mấy đứa nhỏ ngoài mất nó không đỡ tiền con đứa tiên, bây giờ con làm sao tu? Hoàn cảnh không phải tại con, không phải tại tôi. Như vậy là không thể tu. Tôi học như là chưa nắm được cái căn nguyên, cái gốc của sự tu học. Nhưng mà có người nói con bệnh hoài con không thể tu được, khi để chừng nào con bị hết bệnh là con phải tu. Thì chị đó vô là kêu rồi chừng đó hãy tu. Có người nói con cái còn nhỏ mới đến trường ra có mắt tu, chỉ lớn tuổi rồi con cái con do thách hết rồi con sẽ tu. Chỉ do tuổi nhỏ chắc nhỏ chứ con do thách nó là thì cũng tại là chắc nhỏ con phải tại tu. Chúng ta để ý là một tâm chỉ chúng ta đưa ra là không phải tại chúng ta. Vì theo đạo Phật như vậy là chúng ta không thể tu đời đời không đắc quả được. Chúng ta không nắm được cái lõi, không nắm được cái cấp chế mà chúng ta đi theo cái sự. Thì đó tôi thường nói chúng ta thường lòng thì là con mắt thấy, hỏi một trăm người cũng vậy, hỏi nghe đưa vào dùng cái gì để thấy, thấy thì đập dùng cái gì để thấy, thấy bằng cái gì, là tôi thương con thấy bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai. Tôi hỏi gì cái phòng radio nó phát ra tiếng nói, đâu tiếng nói radio ở cái ống loa, mà có tiếng nói. Ống loa là phụ, tôi nói là cơ quan nào phát hiện ra tiếng nói là sao, ống loa là chánh được. Mà chúng ta cứ lấy cái phụ làm cái chánh, thành ra cuộc đời thành cái đầu tiên chúng ta thấy là do các anh có bệnh, mà cái tâm chúng ta vững vàng, chúng ta vẫn tu được. Dù cái hoàn cảnh khó khăn éo le, khổ sở cách mấy, mà chúng ta quyết chí thì vẫn tu được. Còn bây giờ các anh không bệnh, hoàn cảnh đầy đủ như là thì chúng ta không tu thì cũng kể như không, cũng kể như không. Thì tôi nói từng nói là như một người học trò mà muốn học chữ. Nhưng mà khi mà cái ông gì mới ta ra như cái đạo trọng như ổng là một đứa chăn chó, nhưng chăn cho người ta để đem số tiền để gì lúc này thế mà ổng vẫn học được. Thì chúng ta bây giờ khi hoàn cảnh chưa đến nỗi đau khổ như vậy mà học, nhưng mà tại chúng ta không có ý chí mà chưa chắc như người giàu mà có thể chỉ độ, nếu nó chơi bời như lỏng chỉ để ý rằng có cha mẹ lo, thì chúng ta thấy rằng tất cả đều do tư tưởng, do ý chí của chúng ta. Thì nói cho thôi, chứ cái này tôi giảng nhiều lần lắm rồi, chỉ sợ và không nắm được. Thành ra cái mấu chốt, cái hốc mối đầu tiên chúng ta khó khăn cơ, thì chúng ta đổi thừa hoàn cảnh và thắng. Hôm nay tôi muốn nhấn mạnh một cái nữa là nó tâm. Thì ta nói đường đi khó, không khó gì năng tâm kết nhất. Con này ai cũng biết hết, mà không ai có thành được. Mà khó gì là người, là núi. Cái lòng là cái gì? Là cái tâm. Tất cả những vật trên đời này không có gì khó hết. Chỉ cái tâm, cái lòng chúng ta khó.
khi chúng ta muốn là bây giờ mà thương một người nào mới một người nào thì nó lấy trong cái đội thì mấy đều cũng qua không trong cái đội thì mấy đều cũng phải qua khi mà cái tâm chúng ta muốn nhưng mà cái sự mong muốn của chúng ta đến tận cùng rồi tới chết thì chúng ta cũng không sợ có người đâu mà có ý kiến gì vậy chỉ cần cái đạo quả là cao chi nhất một người đi thi mà biết như những con tướng 42 tuổi mới đầu thì những kết quả trước cho này thì đầy cho khác chúng ta thấy ngoài đời mình học tập bằng mình thấy cái mỏng manh cái nhỏ xíu mà còn phải cực khổ thì những cái đạo quả cái tập bằng cao chi nhất những cái đức ngồi thật sự mà chúng ta không có một ý kiến vĩ đại không có một sự kiên mẫn làm sao mình mà đi tới đạo quả thành ra tôi nhắc lại lần nữa và thứ nhất cái quan trọng là tất cả những linh hồn thanh tử tất cả những đau khổ trong cuộc sống này thì nó tư tưởng không phải hoàn cảnh không phải pháp thân ví dụ mấy ông mấy bà có đem lên ở trong cái làng cái cuộc sống của bà người nào bất cứ người nào đau khổ thì kéo lại cũng là tư tưởng thôi không có hoàn cảnh nào làm chúng ta đau khổ không có pháp thân bệnh hoạn nào làm chúng ta đau khổ mà chính chúng ta nghĩ rằng chúng ta không chịu bệnh hoạn chúng ta không chịu chết chúng ta không chịu được cái già chúng ta không chịu được hoàn cảnh thì không chịu này là tư tưởng. Thế nên cả người chỉ kêu ma tí thì tôi cũng không phải chỉ kêu ma tí làm cho mình khổ. Mà chính tư tưởng mình đã quen thói. Mỗi lần nó nhớ tới là nó điều khiển cơ thể. Chúng ta đang nhớ cơ thể chỉ là tên sai của tư tưởng mà thôi. Ví dụ bây giờ tôi đem cái trái me này tôi bày trong cái ông bà thì cái ông là nước me chua, là nước miếng ở trong hồn nó chảy ra. Theo me chảy nước miếng là gì? Là tư tưởng chứ đâu phải tâm nguyện không phải chảy nước miếng phải còn mắt thấy thì tư tưởng nghĩ ở mé xuống thì nước miếng mới giọt ra như vậy thì cái tội ở cái miệng hay cái tội ở tư tưởng nếu mà tư tưởng không thấy thì nước miếng tự nhiên nó giọt được không à chúng ta thấy là cái tội ở tư tưởng cái tội ở tư tưởng à, tại sao cũng cùng một hoàn cảnh mà có người tin tưởng có người tư tưởng mà có người cùng hoàn cảnh mà sao đó tại vì nó có cái chứng mà người có cái chứng chúng ta coi câu chuyện lưu bình dương lễ ai cũng biết nhá thì người dương lễ có giàu mà lưu bình có nghèo nhưng mà để mà thấy cái thằng nghèo nó lại tội một cái thằng giàu nữa thì chúng ta thấy rõ ràng cái sự đau khổ của cái chuyện cái nhận thức của mỗi người cái nhận thức lịch sử chính nhận thức kém cỏi thì chúng ta là người chính nhận thức tốt lành thì chúng ta là con người rồi chính nhận thức mình giải thoát chúng ta là an hán chúng thánh chính nhận thức là tiên tử thì như là tiến đại trong cuộc sống thì chúng ta là bồ tát mẹ như khi chúng ta có nhận thức mình nhận thức là gì đã nổi chúng ta là cái lòng thành thật thành ra chúng ta muốn hưởng nước bàn chúng ta phải cải chữa cái chủ biết của chúng ta thật có một cái từ chánh biến chi chánh là gì chánh là đúng đắn biến là gì cùng thấp toàn chi là gì hiểu biết cái hiểu biết cùng thấp toàn thì kêu là phật thì biến của chúng ta là sao chẳng những không toàn diện không phải là một khía cạnh mà lại còn kêu là điên đảo như chết nữa biến đảo là sao thì dám biết ra biết mình tính chân thành như vậy người đó phải là điên đảo không chúng đủ thì cho đủ là hay nhất thì không muốn đủ mình ghét nào đất cai đất cũng lăng quan trời sai mặt cũng đỏ ra ngay kìa cái đó thì đúng anh nam vô tử như tiền vô phong như vậy phải là điên đảo hay không chẳng những không những thấp thấp không nói gì mà những thấp thì lộn màu những nữa cũng có mới làm cái sự đau khổ vậy thì chúng ta bản nhất đã rõ tức là nguyên nhân tính của người sinh tử là tư tưởng tôi không cần nói nhiều cái điều quan trọng đấy còn cái quan trọng hơn cái này nữa cái hút cuối thứ hai tôi thường nhắc lại hoài đó là nếu mà tư tưởng thì mình chấm dứt tư tưởng là cái khổ hết mà làm sao để chấm dứt tư tưởng thì những điều tôi thường nhắc lại là có thứ là nó khó vô cùng khó vô cùng đây là cái nguyện mạng của chúng ta con người ai đạo không biết được cái này và nó coi được Phật là cái chí của quốc đầu nó khó hoa la la cũng lọt vào cái mê hồn trận của tư tưởng này thành ra cái cuối cùng là phải tự tìm lấy tu tư tưởng này hôm nay để lại cho chúng ta mà ngày sáng chúng ta thấy rằng cũng là bí hiểm chúng ta phải đổ dài từ cơm luôn mà thôi để thâm tầm phải thâm tìm sâu xa thì mai ra chúng ta mới nắm tôi 13 năm cũng lãnh đạo về vấn đề tư tưởng này tôi hoàn toàn cái vấn đề lĩnh vực thôi cái gì rất là khó mà khó mà giải thích cũng khó mà giải thích
nó giải thích cho nó rõ ràng theo cái lối những tiêu chuẩn thì chúng ta mới chọn thì tôi cũng dẫn cho thôi, tôi dẫn nhiều lần rồi thì chúng ta thấy cái tư tưởng này chính là cái thế giới của tư tưởng có người nhận thức và có đối tượng nhận thức hay nói đúng một cách khác nữa là có vấn đề hay nói cho rõ nữa nó chính là vấn đề cuộc sống chúng ta luôn luôn là có vấn đề tức là có mục đích có người nhận thức là có đối tượng nhận thức mà người nhận thức và đối tượng nhận thức này thật sự là chưa có là không có những điều gì đây mà thì có ra thôi thì trong kinh nó cũng như là qua đúng giữa hư không thì chúng ta nhìn hư không hư không rất là trong mắt chẳng có gì hết thì sự vắng lặng trong trong kẹo nhưng mà chúng ta cứ ngó mãi chúng ta mong cầu làm sao cái hư không hiểu được hình tướng được thì cái con mắt mỏi thì có xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng nhạt nhạt thì chúng ta thường chưa hoàn đúng những hư không đúng rồi chỉ thử thôi cứ giờ mới thử không lần đầu tiên chúng ta thấy rất là trong nhất chẳng có gì hết thì chúng ta cứ nhìn mãi 5 phút 10 phút 15 phút chúng ta mong cầu cái gì hiểu được hư không từng bước và từng lên từng lên cái gì thì lên cái qua đây những cái tốt 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 những cái điểm xanh vàng họ trắng mình kết hợp là gì những có hình tướng thì đó là cuộc sống chúng ta hiện tại thì cuộc sống qua đối với hư không thì chúng ta hỏi về làm sao hiểu qua đối đó thì qua đối từ đâu mà có mà hiểu chúng ta đặt vấn đề mình đặt vấn đề thì chính cái mong cầu hiểu qua đối cái đó gọi là tư tưởng chính tư tưởng xanh ra qua đối thì tư tưởng mới hỏi làm cách nào để vượt qua đối thì làm cách nào để làm cái tư tưởng khác tư tưởng là tiền lòng tư tưởng là cái tiền thức mà bỏ tư tưởng này qua cái tư tưởng khác thì chẳng khác là bỏ cái tiền thức tiền đây qua cái tiền này thì chúng ta cứ trải tiền phương pháp tiền nọ tư tiền pháp môn tiền thời gian và không gian cố gắng tu tập làm cho 5 năm 10 năm 20-30 năm 100 năm cả ngàn kiếp để mà chấm dứt tư tưởng mà càng chấm dứt tư tưởng là càng thanh chứa thêm nhiều tư tưởng mới lạ mà tư tưởng nào cũng là cái lòng cũng là cái chiều thì một cái chiều bây giờ hai cái chiều cả trăm cái chiều cuối cùng chúng ta thế giới không tìm được hướng đi đó là cái thế giới hiện hiện tại thế giới hiện tại người tu thế giới cả khoa học thế giới học sinh thế giới con người thế giới thì khoa học càng tiến từ nào thì càng cung cấp chúng ta cái phương tiện thì được chất đầy đủ hơn đầy đủ càng nhiều hơn thì chúng ta nghĩ là ông bà chúng ta mấy trăm năm về trước mấy chục năm về trước chúng ta thấy có cái gì hát máy là tiền nhỏ tôi thấy gia đình nào có hát máy là giàu lắm rồi sao thì chạy lên nghe hay cái gì hát máy lên là mấy cái nhà giữ có cái tính lợi mình mấy 20 căn nhà dùng nứt tập nứt căn nhà để nghe cái gì hát máy không thể nhận nó máy nó lợi nó cũng chỉ cười chẹp băng mất hết sao rồi tới radio rồi tới TV nhá tới truyền hình rồi bây giờ tới karaoke rồi tới tôi đi tính tổng tính mới là ở đây thế là như mặt đấy như mặt tôi đã biết rồi tôi đi làm rồi tôi biết rồi ai nói là như mặt rồi còn cái con như thế nữa thì chúng ta con người không có cái nền tảng vững chắc chúng ta phạm cái vật chất thì chúng ta bỏ con người thật sự chúng ta con người thật sự theo đức Phật là phải hồi quan tâm tức là cái tính của mình mới là quan trọng cái tinh thần của mình mới là quan trọng mình phải quay trở lại con người mình để xem tất cả những cái bệnh tâm đang chuyển biến như thế nào thì hướng ngoài có cái bệnh tâm bên ngoài thì chết cái đó là chỉ a la hán mới là thành công cái đó là thực giáo hóa thì tùy theo cái trình độ nhận thức chúng ta mình như thế nào sau đó để tiến độ người ta mà trong lúc mình chưa có độ được mình thì nó mới thành nó con người mất cái tư tưởng thì khi mà đang mất tư tưởng nhưng mà cái tư tưởng vật chất nó không thể hành như bây giờ thành ra người ta dễ trong cái thanh tịnh người ta dễ nhận ra cái phật tánh sẽ thấy được cái chỗ trở về chỗ thanh ra tất cả vạn vật chính cho người ta pháp còn bây giờ nó rối loạn tùm lum hết mà mình lại hướng ngoại cho tùm lum nữa thì chúng ta đi đầu chúng ta nhào lộn tùm lum hết thì trong cái tàu táo cái táo động này dễ thì chúng ta nhìn nhận lại cái đứng lặng còn chưa có tàu động cái nước nổi sóng mình cái lượng sóng nhỏ thì nó từ cái lượng sóng nhỏ này chúng ta trở về đứng lặng chúng ta nhận được cái nước đứng lặng
còn bây giờ sống là sống ba, sống cả mấy triệu mấy cây số, dữ liệu sống là ảo ạt, đang dễ từ ảo, chúng ta làm sao nhận được nước? Thì chúng ta thấy hồi xưa không phải là hay, chúng ta bây giờ cũng có căn tấn độ, cũng có lợi dụng, nhưng mà nước ngoài hồi xưa rất ít nhiều. Cái thứ nhất nữa là quan trọng nhất là con Phật ra đời, chúng ta mất một cái đó, một cái lớn đó, một cái yêu thương của chúng ta, thì chúng ta không gặp Phật. Thì chính đạo sư một thầy giáo giỏi biết trình độ căn cơ của từng chúng ta, thành ra chúng ta không có kinh, khỏi cần có kinh, thì còn nếu mà không có kinh nào hết trơn, có cái những kinh sống thôi, đó là đức tin con. Thì bây giờ chúng ta tin đầy đủ, thì đố ai coi chuyện gì, thì từ giờ đó mà có, thì giờ đó mà không có kinh nữa. Chúng ta cứ tổ chức lễ này, mỗi cách cái cảnh sát không thì chúng ta thấy 4-5 lần. Năm nào những cột nào cái gì động đất, tự chúng động đất là cái gì? Cái tự đó có động đất. Động đất rồi những cột rồi những tỉnh Phật, ăn những Phật rồi khánh thành, tự biết là người nói người nuôi hoài ăn uống không. Cũng cùng là bây giờ chúng ta không có. Không có. Ở đây chúng ta chẳng có cánh thành, cuối cùng này bác ông thầy bác pháp luôn này cũng giải quyết món đàng hoàng.
Thì Đức Phật nói đường đi tìm mình trở lại coi cái giọng tâm của mình. Trở lại tu theo tiếng đường chứ không làm sao cho cái giọng tâm được. Cái tao động chỉ phấn bước đi càng bước đi. Rồi khi mà tấn yên lặng đi rồi thì mặt tâm sẽ bị như tâm tư. Chứ mình nếu hết tao động. Thế nhưng là chúng ta không đi từ mặt trăng nữa mà trở về tự thăng qua cái tư tưởng này. Nên nó càng ngày càng thanh sáng. Tức là nó bước đi cái tao động đến cái cây động. Nó không còn mong cầu nữa. Mà không còn mong cầu khi nó đã mong cầu trước những đồ. Nó biết là nó bất được. Thì bây giờ nó mới nhầm tin. Nó không còn lấy dụ. Nó không còn quản nữa. Thì bây giờ mặt trăng tư tưởng tự đến nó. Thế nó không thể đi từ mặt trăng tư tưởng. Đó là cái khó giải nhất. Cái khó tương tập nhất của chúng ta. Chúng ta thường xuyên chúng ta đặt cái mục đích để mà đặt cái mục đích thì không bao giờ đi đến giải thoát. Giải thoát không có mục đích. Có một cái điều tập khí, một cái thói quen mình ngàn đời của chúng ta. Thôi, mỗi lần chúng ta tới thôi, vậy thì cái ai thứ hai này nó cũng bài rõ. Cách giải trốn tư tưởng tận vẫn theo đôi. Nhìn có cách giải trốn đi, đoạn có cách giải trốn đi, đoạn mới là có gì đấy. Nhìn cái hiểu được rồi chúng ta mới thoát. Tất cả pháp môn giúp nhiệm đều là cái thứ trạng trú tư tưởng đạt đó không được. Giờ chúng ta trải vào cái tập niệm càng càng đau khổ càng đau khổ chừng nào thì càng biết sâu vào tập niệm chừng nào. Từ bóng tối đi sâu vào bóng tối đó là cái trạng trú tư tưởng trong đầu. Còn đạo thì từ bóng tối đi ra ánh sáng rồi nằm dưới ánh sáng đó cho ánh sáng là đạo. Chúng ta con người có thằng ánh sáng còn phải ánh sáng nữa chứ không bóng tối đi ra ánh sáng là rồi đâu. Thì cái đạo là biết những cái thế mà tôi còn mong dẫn tên được Cực Lạc chưa rồi. Thì tiền đó là tôi biết những mà cứ tập trung nó tư tưởng để mà phá ra khỏi đầu. Thì những cái rồi cái đầu phải đầu nhớ rồi. Thì những cái quả nhập lưu đầu chứ. Từ đó còn phải đi chơi láng, còn phải phát bồi tâm. Nó thì chúng ta thấy là cái thế biết những cái thế thành công. Cái thế mà tất cả mọi đạo thì có thể tu tập cái này. Nhưng mà cái thế biết những là chỉ có đạo Phật. Nhưng nghĩ là phải đi qua con đường mà tôi nói là này. Em thấy cái bất lực thì tất cả những câu hỏi như pháp môn đều phải đi bằng hết. Mà pháp môn đi bằng khi pháp môn nó biết là nó bất lực. Thì bây giờ cái mặt trăng tư lý sẽ bị tên con người của mình. Thì nó sẽ thấy rằng tất cả những cái diễn biến của tư tưởng. Thấy cái diễn biến của tư tưởng rồi nó không cải chữa, không phê phán, nó cải chữa phê phán là nó rồi cái thế tư tưởng khác. Đặt một câu hỏi cái vấn đề như vậy, như vậy cải chữa vấn đề gì đó thì lọt vào cái tư tưởng. Nếu chỉ nhìn cái tiến triển của tư tưởng mà không phê phán, không chỉ trích, không cải chữa gì hết thì chính cái nhận thức này thì không cải chữa phê phán chỉ trích nó chính là mặt trăng tư lý, nó là biết sai. Nếu khó là khi chúng ta thấy sai thì chúng ta phải sửa cho nó đi thì lọt vào cái tư tưởng. Cái đúng, cái đúng cũng là một cái cá hình của nhận thức. Khi chúng ta thấy lá chúng ta chữa là thành thiện, chúng ta nghĩ thiện là tốt, tốt thì tốt thiện, nhưng mà liên hồi thiện là cái gì và ác là cái gì khác, thiện chết. Chúng ta thấy thiện chết chúng ta bỏ, chúng ta thay một cái thiện chết, chúng ta nghĩ là tốt, tốt thì tốt thiện, nhưng mà liên hồi vẫn liên hồi vẫn nhớ là thiện. Thì nào chúng ta thấy cái thiện chết chúng ta nhận chân cái thiện chết là thiện chết thế thôi. Thì mình cải chữa thì còn mong gì mình cải chữa, chứ nói vậy thì chó con thì không có để được cảm. Cái quan trọng của đạo Phật là biết mình biết mà. Bởi vì cái cuộc sống này nó là nó chỉ là cái tiền ác, nó chỉ là đức kim báo. Mà kinh kim báo, cải chữa kim báo, kinh kim báo cũng vậy thôi. Cái tiền ác mà bây giờ chúng ta thấy giờ chúng ta làm vua thì cũng là tiền ác thôi. Bây giờ ông vua bị chặt đầu chúng ta sợ sẽ khóc lắm. Chứ cái chữ là tiền ác thôi. Cải chữa thì cũng là tiền ác nằm trong kim báo thôi. Vì tỉnh thức thì chẳng cái nào cũng được. Thành các vị Bồ Tát cũng không cứng suốt. Ngã cũng cứng suốt, tâm thanh cũng ở. Ở đâu cũng không ngã nữa. Chỗ nào các ngài đến là biết rồi. Thì tôi lấy ví dụ cho thầy giáo giỏi. Giết một cũng vậy, mẫu giáo cũng vậy, 12 cũng vậy. Giết chín cũng vậy, lúc nào cũng vậy hết. Nhưng mẫu giờ mẫu giáo ổng không phải học trò mới nữa. Nhưng mẫu hạ cái trình độ xuống bằng với mẫu giáo để chi cũng vậy thôi. Thành chúng ta thấy hoàn cảnh, đâu có ăn thua gì. Mỗi người đạt được cái tâm rồi hoàn cảnh nào cũng được. Cái đầu đó của đạo Phật là ở chỗ đó. Như vậy thì chúng ta do bài thứ ba là thấy nguyên nhân của
mọi thứ tới mọi thứ lui nhiều lắm, nó chúng ta mới hiểu được vũ trụ. Trong thân mình cũng có nghiệp lực, mà trong vũ trụ cũng có nghiệp lực, mà nghiệp lực trong tâm biết những chu kỳ và biết những sát na, chính những chu kỳ đó là nhân quả, là luân hồi tự tử của chúng ta. Chỉ mong biết những chu kỳ của tâm mình, chiêu chút chu kỳ thấy sát na nằm trong đó, sẽ thấy những chu kỳ được cảm hóa ra. Còn vũ trụ của vũ trụ là từ địa ngục cho tới địa ngục, chúng ta phải ra tùy tiện nhận nhận trong đó thì mới đi tới quả Như Lai. À, đó là cái đọc đó biết. Mà trong nhiều hai nhân viên tôi đã dạy. Vì vậy thì cái chính tình của cái bài thứ ba là chính tình của tôi là những gì? Thì chính tình của những cái hoa đó thì được qua 6 căn của chúng ta. Mắt tay, mũi, mỗi cái căn được qua chính tình của mình. Thì chúng ta đặt